Tôi xin chào tất cả các anh em cùng thủ đam mê câu cá tầm tàu quốc. Hôm nay tục lên cho một clip gồm 12 con câu nha anh em. 12 con câu là 12 con câu carbon hàng kỳ nhật. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chứ hành tấu nó hàng lỗ clip lên đó, xem hàng lại. Rồi, cảm ơn anh em. Nhất tham khảo. Thì cây thứ nhất em bên cho người là một cây cần của hình như là của Suzumi nha anh em. Cây Suzumi thì cây này của khối xuất nhật. Fan là fan shit, fan Fuji lỗi xám nè anh em. Đó. Càng ngoại hình còn khá là sáng nha anh em. Nó cây này dài 2m1. Bát là bát Fuji, cán là cán mốc, cán dạng cán 3 khúc. Thì cây này độ cứng ra tầm khoảng 50-80 nha anh em. Độ mực cứng ra tầm khoảng 50-80. Dài 2m1, nặng là 250g, đọt là 1 ly 7, giá là 750k. Cây ngoại hình còn tương đối sáng nha anh em. Cây này độ mới ra tầm khoảng 93% nha. Fan độ kê hấp carbon nha nè, các liệu là cái lực carbon. Đây, cái thứ nhất là 750k cộng ship nha nè. Đó. Tiếp theo cái số 2. Cây số 2 em lên cho người là một cây quản là cây chất liệu carbon. Cây này là cây cần của Shimano. Nè, tem sức nha. Cái này của Shimano China xuất nhật nha nè, mã có đầy đủ. Đó. Tem sức đầy đủ nha. Cái này đầu cứng 30 và 2m4. Fan đó là fan Fuji. Đó. Lỗi xám nha nè, đó. Đây nè, Fuji. Đó. Hàng nguyên sinh nguyên kiện nha nè, bu Fuji luôn. Đây, đó. Cái này độ cứng 30 nha nè, độ cứng 30 và 24 chia anh em câu trên ghe, trên bè, trên thuyền, đó. Câu bến cảng. Cây cán còn rất là mới nha nè, cây này còn rất là sáng luôn, độ mới cái này ghê tập khoảng 93% nha. Đó. Bát là bát Fuji, Shimano. Cực kỳ sáng luôn. Thì cái này cứng 30 và 2m4, nặng là 200g, đọt 1 ly 8. Giá công khai cái này là 750k cộng ship nha nè. Đó, cái số 2 750k cộng ship luôn. Đó, độ cứng 30. Dạng đến cảm giác nha nè. Đó, đến cảm giác khỏi chê. Shimano. Tiếp theo là cây số 3. Cây số 3 lên cho người quản là một hàng của Shimano. Đó. Shimano thì cái này sẽ dài 2m4 cứng 30 luôn anh em, dài 2m4 cứng 30, hàng quán là hàng China xuất nhật. Đó. Hàng Shimano anh em, đó. Bát Shimano Fuji luôn. Đó. Ngoại hình tương đối sáng. Nè, đây chỗ này nó dính keo anh em. Anh em về chịu khó làm anh em nha. Đây, để em lau cái này cho. Nó lau nhẹ cái này hết liền. Đó. Ngoại hình còn tương đối sáng nha nè. Cái này em vẫn chưa vệ sinh đúng không ạ? Hàng nguyên zin nguyên kiện. Bu là bu ship luôn nha nè, bu ship luôn. Đó, Shimano Fuji. Cứng 30 và 24 cho anh em cô dịch bè trên thuyền. Đó. Dạ nên cảm giác nha nè. Đó. Cái Shimano coi mấy cái này thì bao chắc rồi, đây test đọt cho anh em luôn nè. Đó. Thì cái này dài 2m4, cứng 30, nặng là 200g, đọt 1 ly 9. Giá công khai vẫn là 750k cộng ship nha. Cây số 3. Cây số 3. Tiếp theo là cây số 4. Cây số 4 thì nó còn bao luôn nha nè. Đó. Cây số 4 này, cây này là một cây cần Alpha Taco. Độ mới cái này ra tầm khoảng 93-95% nha nè. Đó. Đây, miếng bao ni lông còn đây luôn nè. Đó. Đây còn luôn nè, nó bao góc càng còn luôn. Dạng hàng trưng bày nha anh em. Đó. Bát là bát Fuji. Đó, bát Fuji Alpha Taco. Càng còn khá là mới nha anh em. Đó, cực kỳ mới luôn. Thì fan này bộ fan là một fan Fuji nòng súng nha anh em. Fuji nòng súng lỗ xít. Fan cực kỳ chắc nha anh em. Thì cái này cứng 50 dài 2m4, chuẩn cho anh em câu cha, câu chép, đánh lăn xây. Đó. Anh em. Nó buộc trong sẵn luôn nha nè, hàng nguyên zin. Dạng này về câu cảm giác này còn gì bằng. Đó. Phen dẫn nè, đó, dạng phen xít thôi nha. Cái này chưa gì là ăn tiền bộ phen anh em. Đó, anh em câu biển thì con mấy câu này câu cũng rất là ok nha. Chỉ khó soi kỹ tí cho anh em xem. Phen nòng súng nha nè, bộ phen cực kỳ chắc luôn. Chắc như nước cắt.
test luôn cho anh em nè. Thì cây này cứng 50 và 24, cây này là hàng của China xuất nhật nha anh em. Đó. Đằng sau là bao vậy. Thì cái này nặng là 210 g, đọc 1 ly, đọc 1 ly 7. Giá công khai là 1 triệu anh em, đó. Cây số 4 giá 1 triệu. Đó. Cần ok anh em, cứng 50, cây nọc súng. Tiếp theo cây số 5. Cây số 5 em lên cho người vẫn là một cây Alpha Taco, phan nòng súng. Để chỉnh lại. Nè. Thì cái này độ dài là 2m7 nha anh em, dài 2m7 cứng 50. Đó. Cán là cán 3 khúc, cán đời cao. Nè nè, dài 2m7 cứng 50. Cái này chuẩn cho anh em đến lăng xe nha, đến lăng xe, câu tra câu chép. Săn hàng. Phan là phan full xin nòng súng nha anh em. Anh em câu quạt bù trong sáng phù si phèn ok hết nha mọi người. Đó. Càng ngoại hình ok nha, bát là bát phù si nè, bát phù si nè, chất liệu carbon nè, carbon và carbon sẵn. Hàng này hàng vẫn là hàng China xuất nhật nha nè. Phèn này thì đánh rất là cảm giác luôn. Rồi, cái này là 27 cứng 50, nặng là 310 g, đọt là 32 L, giá là 1,3 triệu cộng ship nè. Đó. Cái số 5 1,3 triệu cộng ship. Tiếp theo cái số 6. Cái số 8 lên cho người là một cái hàng hệ của Daiwa. Cái số 8 lên cho người là một cây cần Daiwa Helilock. Đó. Voi 2 da sáng nhất nè. Đó, voi 2 da sáng nhất, bass là bass Pussy, Seven. Đây. Sáng tới ngọn luôn nha anh em. Đó. Fan là fan Fuji, bass là bass Fuji. Dạng này về anh em đánh chép là khỏi chơi. Đó, đánh chép đánh bằng C. Hai con cực kỳ sáng luôn nha anh em. Đó. Thì cái này cứng 50 và 3m3 nha mọi người, cứng 50 và 3m3. Độ dài chuẩn như anh em lăn xe đánh chép. Đó. Thôi ok nha mọi người, thôi chuẩn. Anh em cặp báo em chụp hình cận cảnh cho anh em xem ha. Thì cái này 3m3, cứng 50, nặng là 450 g, đọt là 2,7 L. Giá công khai là 1,5 triệu nha anh em. Đó, cây số 1 2 3 4 5. Cây số 6 nó 1,5 triệu cộng ship. Tiếp theo cây số 7. Cây số 7 lên cho người một cây cần đai qua, vẫn là một hàng hệ của. Thì cái này đây cái Daiwa Helilock, hàng của Foil là Foil Carbon Wicker. Đó, carbon sẵn dày hơn cây kia anh em, mở Daiwa. Bát là bát Daiwa luôn nha anh em, bát Daiwa. Sẵn cực kỳ dày luôn nha mọi người. Thì cái này cứng 50 và 3m6. Rồi cận cảnh nè, sẵn tới ngọn nha mọi người. Bu là bu xít cho nè, bu xít bao trời. Thì cái này có một fan này, đó fan này em đi keo lại nha, đó những hồng giống keo zin này thấy không, đó cặn sao thì báo cho anh em vậy luôn. Sẵn nhé thì nó sẵn tới ngọn luôn. Cái này dài 5, dài 3m6, cứng 50, hàng cho anh em đánh chép nha nè, đánh chép đánh tra anh em bogromet. Đây, cây số 7. Cây số 7 thì cứng nặng là 300 g, đọt là 2,1 L, cứng 50 và 3m6, giá công khai vẫn là 1,5 triệu cộng ship nha. Đó, cây số 7. Tiếp theo cây số 8. Cây số 8 lên cho người là một cây cần phen lá. Cây cần phen lá này, cây cần phen lá của Shimano nha nè. Đó. Thì cây này có xuất sắc nhất định nha. Đây. Bass là bass Pussy, đời cao Shimano. Phen lá dạng phen xít hết cho mọi người. Đó. Cây này cứng 50, dài 2,7, độ cứng chuẩn cho anh em có thể lấy lua lóc, đánh chép, đánh tra, cầu đằng xe. Đây nè, phen nó đây, đó, keo nó đây, đó, keo này được phủ một lớp keo lên rồi nha anh em. Đó. Đây. Đó.
sao càng sao điểm báo anh em vậy. Đây anh em, cứng 50 và 27 mã có đàng hoàng, hàng của Shimano, fan Fuji anh em. Đây khúc này nó bị chóc một lớp keo bóng bên ngoài nha anh em, đó nè, đó lớp keo bóng bên ngoài nha, cái này cũng Fuji luôn. Anh em bị chóc lớp keo bóng bên ngoài hết nha anh em, đó. Đó. Thì chất lượng phôi thì khỏi bàn, nó ok, hàng Shimano khỏi bàn luận gì hết. Thì cái cứng 50 và H7 nặng là 270g, đọt 21, giá công khai 1 triệu nha anh em. Đó, cái số 8 giá 1 triệu cộng ship. Tiếp theo cây số 9. Cây số 9 em lên cho người một cây Shimano. Đó. Cây Shimano này là cây Shimano 3 khúc, cứng 30 và 3m6, hàng Indonesia xứ Nhật nha anh em. Đó, hàng Indonesia xứ Nhật, mã code đầy đủ. Thì fan vẫn là fan shit nè, fan vẫn là fan shit, nguyên bộ fan shit luôn, fan lá. Đây, keo luôn nè. Foil cũng là foil carbon. Đó, fan là một fan shit. Ngoại hình còn khá là sáng luôn rồi. Đây, khối này cũng dính keo nha. Đó, dính cái băng keo. Bát. Bát đó là bát Shimano đời cao. Fuji bù bù trong sáng. Ngoại hình tương đối sáng nha mọi người. Cái này cứng 5, cứng 30, dài 3m3, dài 3m6 nha anh em, cứng đâu, cứng 30 và 3m6. Dạng chỉnh cho anh em đến lăng xe nha anh em, dạng câu dân lăng xe. Đó, đọc khá là dịu nè, đó. Test cho anh em xem luôn. Thì cái này nặng là 260g, đọt 21, cứng 30 và 36, giá là 1 triệu 5 cộng ship nha. Rồi, cây số 9, 1 triệu 5 cộng ship. Và cây cuối cùng, cây số 11, 12. À, cây số 9, cây số 10. Cây số 10 là một cây cần của Ryobi, à, fan cũng là fan ship. Bát tầm bát Pusigon. Thì cái này cây Ryobi dài 3m3, độ cứng cây này ra tầm khoảng 30 và khoảng 30-50 nha anh em, độ cứng tầm khoảng 30-50 thôi. Đó. Độ cứng cho anh em đánh chép. Đó, đánh chép và anh em câu cảm giác. Đó, nó cong thế này đây. Đó. Phen thì nó chạy cá nó dày cần câu nha anh em. Đó. Không nói đây. Phen là phen Fuji lá nha mọi người. Fuji lá bộ bộ Fuji trong sáng luôn nha mọi người, bộ Fuji trong sáng. Dạ anh em câu lăng xe câu chép á, lấy mấy cái này câu cực kỳ cảm giác luôn. Đó. Dài 3m3 hai khúc nha anh em, dài 3m3 hai khúc, hàng của Ryobi, cái này của Ryobi xuất nhật nha anh em. Đó, mã code đầy đủ, tem đầy đủ. Đó là bát Fuji tam vàng, ngoại hình cây này tương đối sáng, ra tầm khoảng 93% nha anh em, cỡ 93%, test đọc cho anh em xem luôn. Thì cái này dài 3m3, độ cứng ra tầm khoảng 50, nặng là 315g, đọc 2 ly, giá công khai cây này là 1 triệu 5 cộng ship nha anh em. Đó, cây số 10, 1 triệu 5 cộng ship. Tiếp theo hai cây cuối cùng, hai cây đẳng cấp, cây số 11. Cây số 11 em lên cho mọi người là một cây cần của Yamakasu. Đó. Thì cây Yamakasu này là cứng 50 và 3m6 nha nè. Đó, cứng 50 và 3m6 đây nè. Yamakasu. Thì cái này thành phần carbon nó ra tầm khoảng 99.8% nha nè, thành phần carbon rất là cao luôn. Dài 3m6, đọt là 2.3 ly. Đó. Nặng là 350g, 3 khúc nha nè. Đó. Đây giá bán tại Nhật đây, gơ gần tầm khoảng gần 9 triệu tiền Việt Nam nha anh em. Đó, còn bao luôn nè. Fan là fan shit nha anh em, fan shit trắng đen, fan Fuji, fan lá.
Cái này thì nó cắt khỏi bàn, nó chắc là như nước cắt luôn, cực kỳ chắc nha nè, bàn cực kỳ ok luôn. Rất là đẹp nha nè, cái này rất là đẹp luôn, khuôn hộp luôn, Kamakasu hàng nội địa, hàng này rất là nổi tiếng rồi, khỏi cần phải bàn gì tới. Rồi, giá công khai cây số bộ 1 giá là 3,2 triệu cộng ship nha nè, đầu cứng 50, 3,2 triệu cộng ship. Tiếp theo là cây số 12, thì cây số 12 em lên cho người là một cây cần của Gobi. Đó, như lần trước em cũng có bán một cây rồi, thì cây này dài 3 mét nha nè, dài 3 mét, 3 khúc, nặng là 375 gram, đọt 2,7 ly, đọt là 2,5 ly nha nè, đọt 2,5 ly. Thì độ cứng cái này nó gơ tầm khoảng 50-80 nha nè, đó, độ cứng 50-80, giá nó bán tại Nhật là 69.000 yên, nó gơ đâu đó tầm khoảng gần 13 triệu, đó, đâu đó gần tầm khoảng 13 triệu tiền Việt Nam nha nè. Thì cái này full hợp nha nè, full hợp, lấy cần cho anh em xem, cần này phôi cực kỳ chắc luôn. Ruby nha nè, đó, màu bạc, còn nó sẵn lên nè, sẵn lấp luôn á. Hàng nó để nha nè, hàng nó để, tao nói đi, bu nó đây, đó, sẵn thế này nè, cứng 50-80 nha. Hồi này cực kỳ xịn sò luôn đó nè mọi người. Đây nè, mấy Isabel. Càng cực kỳ chắc nha mọi người. Hồi nó đây, hồi nó gặp. Hồi khỏi chè tao hết. Phèn cũng vậy. Rồi, giá công khai cây số cuối cùng, cây số 12, giá vẫn là 3,2 triệu cộng ship nha anh em. Đó là tổng cộng 12 cây cần em lên trên hôm nay, nếu em ưng cây nào chốt thì em số điện thoại tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.